Phái Thiện Nguyệt từng có sách tre ghi chép về thôn Maya. Đúng vậy. Nhưng hôm ấy khi đánh nhau với người ta, ta đã chặt đứt sách tre rồi. Không biết có còn manh mối hay không. Đệ đã đến Dược Sư Cốc nhiều lần, chưa từng nghe Tiết Cốc Chủ tiết lộ. Đệ nghĩ ra gì vậy? Đệ không nói, ta sẽ đi hỏi thẳng Tiết Cốc Chủ. Tứ ca, huynh đừng đi. Đệ không tò mò, nhưng ta tò mò. Thật ra ta từng hỏi cô ấy, cô ấy đã đến Dược Sư Cốc thế nào, nhưng dường như cô ấy cố tình né tránh, không tiện nói cho người ngoài biết. Chúng ta suy đoán lung tung đã không phải chuyện quân tử nên làm rồi, không nên hỏi thêm nữa. Được được được, đệ là quân tử, ta là tiểu nhân được chưa? Ta cũng muốn giúp đệ thôi mà. Giúp ta gì cơ? Đệ tự suy ngẫm đi. Năm 14 tuổi, ta rơi xuống sông băng, bị khí lạnh xâm nhập. Huynh ấy tên Tuyết Hoài. Nếu không nhờ huynh ấy, ta đã thành một nắm cát vàng, hoặc bị cá ăn từ lâu rồi. Hôm ấy cũng lạnh thế này. Mỗi khi bệnh hàn của ta phát tác, ta sẽ nghĩ năm xưa một mình huynh ấy ngâm mình dưới sông băng, có phải còn đau đớn lạnh hơn ta gấp trăm lần hay không? Sư phụ, dạo này người vẫn khỏe chứ? Để tôi có một chuyện muốn nhờ người giải đáp. Đêm giao thừa năm Hội Gia thứ tư, một ngôi làng tên thôn Maya, trong một đêm có hơn 100 người chết. Chỗ thôn Maya nằm trong địa phận Phái Thiên Sơn. Không biết sư phụ có từng nghe nói đến chuyện này không? Nếu có manh mối, có thể gửi thư đến Dược Sư Cốc. Đệ tử Triển Bạch kính thư. Công tử, Hắc Thất công tử, sáng sớm thế này huynh đi? Đêm qua ta ra ngoài, vừa mới về. Tiết Cốc Chủ dậy chưa? Cốc Chủ vừa đi lấy nước không nguồn về, giờ đang ở hạ viên. Huynh tìm cô ấy có việc gì à? Không có gì. Lão Thất, đệ về rồi. Ta mở mắt ra không thấy đệ, còn tưởng đệ xuống núi rồi chứ. Không có, ra ngoài đi dạo thôi. Vẫn bận lòng vì chuyện của Tiết Cốc Chủ à? Định đi à? Ta mà còn không đi thì chẳng tin ý gì cả.
Vừa nãy ta nghe Phong Lục nói, Tiết Cốc Chủ vẫn luôn dùng tiền khám bệnh để chữa bệnh tặng thuốc cho các thôn dân ở các thôn làng xung quanh, còn dùng để chăm sóc những đứa trẻ không cha không mẹ nữa. Tuy Tiết Cốc Chủ ở Dược Sư Cốc, nhưng lại có lòng hiệp nghĩa. Trước kia ta còn hiểu lầm cô ấy là người ham tiền, đã là bất kính lắm rồi. Trước khi đi, ta phải đi từ biệt Tiết Cốc Chủ. Ta nhắc huynh này, đừng nhắc đến chuyện thôn Mai Gia trước mặt cô ấy. Để đã bảo đây là việc riêng của Tiết Cốc Chủ, sao ta có thể mặt dày nhắc đến nữa chứ? Tuy rằng ta thực sự rất tò mò, ta thấy huynh đừng nên đi thì hơn. Với tính cách của huynh, chắc chắn sẽ không nhịn được. Vừa hay ta định xuất phát đi tìm vị thuốc tiếp theo, tí nữa ta thu dọn đồ đạc đi cùng huynh luôn. Đệ hãy ngoan ngoãn dưỡng thương ở đây, bao giờ Tiết Cốc Chủ đồng ý cho đệ đi rồi đi cũng không muộn. Vào đi. Cốc Chủ bảo huynh đến phòng thuốc kiểm tra vết thương, nếu không có gì đáng ngại thì công tử đã khỏi hẳn rồi. Ta sẽ đến ngay. Ta đi cùng đệ. Huynh muốn nói gì để ta chuyển lời cho huynh là được. Đệ bảo là sợ ta nhắc đến chuyện thôn Mai Gia chỉ là cái cớ thôi phải không? Đây không phải chuyện nhỏ, sao ta có thể đùa được? Ta chỉ thấy không nên tìm hiểu chuyện riêng tư của Tiết Cốc Chủ, đúng chứ? Được, đệ mau đi. Không có gì muốn nói thật à? Không. Vẫn là một nén nhang. Bình thường lắm lời như vậy, sao hôm nay yên lặng thế? Không có gì. Thì ra cô ấy đã một mình chịu đựng nhiều như vậy. Muốn hỏi gì cứ việc hỏi đi. Không có gì hết. Mấy hôm nay ngươi lạ lắm. Ta chỉ thấy hơi sốt ruột, nóng lòng muốn đi tìm thuốc thôi. Ta cũng rất sốt ruột, dù gì hai huynh đệ các ngươi cũng ở trong cốc lâu như vậy rồi, thực sự hơi ồn ào. Gần bình phục hẳn rồi, cuối cùng cũng đi được rồi. Thế thì ta sẽ xuất phát đi tìm vị thuốc tiếp theo. Tứ ca sẽ rời cốc cùng ta. Huynh ấy nhờ ta từ biệt cô. Nếu hắn muốn tiếp tục trả nợ thay ngươi, thì Dược Sư Cốc luôn chào đón hắn. Đây là cỏ lưỡi rồng mọc ở vách núi treo leo, kiểu gì cũng bị va quẹt. Đây là thuốc kim sang ta tự chế, nếu bị thương nhẹ có thể kịp thời dùng đến. Đa tạ. Không cần, ta cũng chỉ muốn tiết kiệm tí sức cho mình thôi. Vách núi nguy hiểm, đừng có mà chết. Ngươi vẫn chưa trả hết nợ đâu. Tứ ca, sau khi về thì hỏi thăm các chủ hộ ta. Được, để cứ yên tâm tìm thuốc cho Mạc Nhi. Ở đỉnh kiếm cát cứ để ta lo. Được, vậy xin cảm ơn tứ ca trước.
Cảm ơn gì chứ? Thật ra trước kia ở Dương Châu, ta từng giận Lây Sang Đệ. Ta biết. Đệ biết ư? Vì Ngũ Ca chứ gì? Ta biết Tứ Ca và Ngũ Đệ vệ song hành, đã cùng nhau xông pha giang hồ từ nhỏ. Một kiếm bạch vũ, một ngọc thủ công tử. Người trong giang hồ ai mà chẳng biết giai thoại giang hồ của hai người. Có điều Ngũ Ca bỗng thay đổi tính nết, nghe nói đã lấy vợ sinh con, chỉ muốn được yên ổn, biến mất khỏi giang hồ. Trước đó là Ngũ Ca biến mất, sau đó là đến chuyện ta giết Lục Ca. Trong nửa năm ngắn ngủi, Định Kiếm Các từ Bát Kiếm biến thành Lục Kiếm. Ta cũng biết Tứ Ca vẫn luôn trân trọng tình nghĩa huynh đệ, sẽ không khỏi phiền muộn mất mát. Vệ Ngũ kia không nói với các đệ thì thôi đi, đến ta mà nó cũng không thèm nói. Được rồi, tóm lại chỉ cần có tin của Ngũ Ca, ta sẽ báo với huynh ngay. Ai thèm chứ? Để nói ta biết cũng được, nó còn nợ ta mấy trăm lượng tiền rượu nữa. Lão Thất, đừng nhìn nữa, sau này còn đầy thời gian, đi thôi. Vào đi. Có chuyện gì? Cốc chủ, Hoắc Thất công tử và Hạ công tử đã rời cốc rồi. Vừa nãy khi dọn phòng ngủ cho khách, ta phát hiện bình rượu của Hoắc Thất công tử bị bỏ quên ở đây. Sơ ý cậu thả quá. Chủ nghĩ đến chuyện gì mà vui thế? Không có gì. Hoắc lão đệ à, Mạnh đại ca, đại tổng, xem này, Hoắc lão đệ, nào nào nào, vào trong ngồi đi, khách quý khách quý, giang tiếp cậu ấy nhé, mau ngồi xuống. Ta sẽ đi lấy rượu cho đệ ngay. Không cần đâu, ta xin ngụm trà nóng rồi còn phải lên đường nữa. Hoắc lão đệ, bao lâu rồi đệ không đến? Ta đi hâm cho đệ vào rượu, rồi nấu ít thịt dê, đệ ăn xong rồi đi cũng không muộn. Khách sáo quá, nàng đừng lọ mọ nữa, đi ninh thịt dê đi. Được, ta đi ngay. Cha, mẹ, hai người ra đây đi. Sao vậy? Sao thế này? Vừa nãy lúc chặt củi con bị ngã, A Thái vì cứu con nên bị quẹt vào chân. Không sao, bị thương không nặng, đừng có bị thương vào xương nhé. A Thái, cha đưa con đi tìm đại phu. Đi, Mạnh đại ca, vừa hay chỗ ta có thuốc. Nè, thuốc kim sang rất hiệu quả trong việc chữa trị vết thương ngoài da. Cảm ơn Hoắc đại hiệp. Cảm ơn, cố chịu nhé. Nào, không sao, cố chịu nhé, cố chịu một chút. Đau không? Không đau. Thịt đây. Nào, Hoắc lão đệ, hai người cứ ăn uống trước đi. Đa tạ đại tổ, đi làm việc đi, mang đi cho nóng. Tháng trước A Thái và Sở Nhi vừa mới thành hôn, mấy hôm trước đến chỗ thầy thuốc khám, nói là có thai rồi. Vậy đây là chuyện vui lớn đấy. Phải phải phải. Nào chúc mừng đã. Chung vui chung vui. Hôm nay vẫn phải cảm ơn thuốc của đệ. Vậy thì phải cảm ơn người tặng thuốc cho ta.
Đệ nói xem, quanh năm bồn ba khắp nơi, tốt lắm. Có chốn nghỉ chân là chuyện tốt. Chim còn biết phải xây tổ, người cũng phải có lấy túp liều, ấy chính là nhà. Đúng vậy, nhà. Năm nay tổ tổ đệ ủ không ít thập nguyệt bạch. Bao giờ đi, đệ cũng mang một ít đi. Bạn của đệ là nam hay nữ vậy? Là một nữ tử, nhưng cũng là người thích uống rượu. Được, vậy thì mang cho cô ấy một vò nhỏ, để bạn đệ nếm thử luôn. Tí đệ đưa vào đồ cho ta, ta rót đầy cho đệ. Được, làm phiền mạnh đại ca rồi. Nào, đệ thử món này đi. Ngươi nói, ngươi giết hết người của Thiên Quốc Lạc Viên rồi ư? Phải. Đó là người ta đích thân lựa chọn. Ngươi nói giết là giết ư? Giáo vương từng nói, người bên trong mặt ta sắp đặt. Đông, ngươi có biết không, trên đời này có một loài hoa tên là anh túc xanh. Từ khi nảy mầm đến khi nở hoa mất đến 10 năm. Tiếc là loài hoa này cả đời chỉ có thể nở một lần. Sau khi tàn sẽ như cành khô tro tàn, lụi tàn hẳn luôn. Đồng, những người này nên cảm ơn ngươi, vì ngươi đã giúp chúng được nở rộ một lần trong đời. Đúng là người ta xem trọng có khác. Đứng dậy đi. Tạ ơn giáo vương. Còn những chất dinh dưỡng kia, dịu không? Mang số chất dinh dưỡng này vào vườn hoa của ta, bón cho hoa của ta. Vâng. Nay kiếm trận thất tinh của cung Bạch Vân đã bị phá bỏ, có phải nên đi hỏi thăm phái Thiên Sơn rồi không? Giáo vương anh minh, bao năm qua đỉnh kiếm cát cung Bạch Vân phái Thiên Sơn đồng lòng chung sức, một bên gặp nạn hai bên chi viện. Để phá bỏ cục diện này, trước tiên giáo vương phá hủy kiếm trận thất tinh của cung Bạch Vân và khơi mào tranh chấp giữa cung Bạch Vân và đỉnh kiếm cát, rồi giết Thu Thủy Hạc của phái Thiên Sơn. Như vậy thì mai này đỉnh kiếm cát có chuyện, cung Bạch Vân và phái Thiên Sơn sẽ không thể tự lo thân mình, khó lòng chi viện. Chắc chắn đỉnh kiếm cát sẽ lâm vào cảnh cô lập không ai giúp đỡ. Phong, vẫn là ngươi hiểu ta nhất. Vậy thì nhiệm vụ lần này, để Minh Lực Diệu Hỏa Diệu Thủy cùng đi làm đi. Thuộc hạ nhất định không phụ sứ mệnh giáo vương giao. Tôi rồi. Đây là quà mừng thọ năm kia Triển Bạch sư huynh tặng cho trưởng môn. Trưởng môn rất trân quý nó. Đệ tử xin chịu phạt. Khi nãy đệ tử không cẩn thận đã làm vỡ chung trà mà Triển Bạch sư huynh tặng cho trưởng môn. Không sao, đứng lên hết đi. Vâng. Có bị thương chỗ nào không?
Thưa chủ môn, chỉ cày sức chút thôi, không sao đâu ạ. Mau đi bôi thuốc đi. Chỗ này chút nữa sẽ có người tới dọn sao? Nhưng đây, đi đi. Đa tạ chủ môn. Chủ môn, Tiểu Bạch sư huynh gửi thư tới rồi. Hồn ma gia. Phụ, Tiễn Bạch, đệ tử tham kiến sư phụ. Ừ, sư phụ, sao người lại ở đây? Không phải là đi tìm thuốc cho mặt nhi đó sao? Cỏ lưỡi rồng. Đúng. Tiễn Bạch à, những năm qua con đã phải chịu khổ vì bệnh tình của mặt nhi rồi. Không khổ chút nào đâu ạ. Cái thằng bé này, cho dù có khổ thì con cũng sẽ không chịu nói ra. Sư phụ biết, hai năm qua con đã phải bôn ba liều mạng thế nào vì Mạc Nhi. Thật là vất vả cho con quá. Sư phụ vốn định hái cỏ lưỡi rồng này rồi đem nó tới dược sư cốc. Vừa hay gặp con ở đây, vậy thì con hãy đem nó tới dược sư cốc đi. Đệ tử đa tạ sư phụ. Nói cảm ơn làm gì chứ? Người làm ông ngoại ta đây, sớm đã nên gấp chút sức lực vì Mạc Nhi rồi. Mạc Nhi cũng là người thân của con. Con nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu được thằng bé. Càng chưa kể, Triển Bạch, năm đó lúc ta dẫn con gia nhập phái Thiên Sơn, con mới chỉ có 3 tuổi. Trong mắt ta, con và Âm Nhi đều như nhau, đều là con của ta. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, chắc hẳn trong lòng Âm Nhi đã buông xuôi rồi. Con đường phía trước đầy chông gai. Sư phụ không hy vọng con đem theo gánh nặng nặng nề như vậy tiếp tục tiến bước. Con ấy à, cũng đã đến lúc nên buông xuôi rồi. Con biết rồi. Cũng đã lâu không gặp hai mẹ con nó. Nói thật lòng là cũng nhớ chúng thật. Sư muội và Mạc Nhi lúc này chắc đã nhập cốc để tái khám rồi. Sư phụ à, chi bằng người cùng con về cốc thăm Mạc Nhi đi. Thật sao? Chúng cũng đang ở dược sư cốc sao? Chính vào khoảng thời gian này. Được đấy, vậy ta sẽ tới đó cùng con. Đúng rồi sư phụ. Ngày trước con gửi thư đến, có nhắc tới chuyện của thôn Ma Gia. Đã tra ra được gì chưa? Thôn Ma Gia. Tiễn Bạch à, sư phụ, phải làm con thất vọng rồi. Ta phái người đi điều tra mãi mà lại chẳng có chút thu hoạch gì. Thôn này bị diệt một cách im hơi lặng tiếng. Huống hồ chuyện này đã trôi qua nhiều năm rồi, chẳng còn lưu lại chút manh mối nào cả. Là một chính phái võ lâm bảo vệ chính nghĩa, chúng ta quyết không khước từ trách nhiệm. Con yên tâm, xảy ra một thảm án như vậy trong giang hồ thì ta nhất định sẽ tiếp tục điều tra. Đúng rồi, con biết được chuyện này từ đâu vậy? Có manh mối gì không? Trên đường đệ tử đi tìm thuốc thì có đi ngang qua thôn đó, nhìn thấy vết tích đốt giết. Sau khi nghe ngóng mới biết năm đó xảy ra chuyện gì. Nếu vậy thì ta sẽ lưu ý hơn. Một khi có tin tức gì thì sẽ lập tức thông báo cho con. Được, được, đi thôi.
Tiết Cốc Chủ, bệnh tình của Mạc Nhi thế nào rồi? Bệnh tình ổn định, ta sẽ kê thêm vài loại thuốc bổ, bổ khí an thần là được. Đa tạ Cốc Chủ. Mạc Nhi, mau cảm ơn Tiết Cốc Chủ đi. Cảm ơn. Đúng rồi, lần nào nhập cốc tới khám cũng đều không gặp được sư huynh. Không biết năm nay huynh ấy rời cốc vào lúc nào, có phải sắp trở về rồi không? Lần nào hắn đem thuốc về cũng chỉ ở lại trong cốc có 1-2 tháng thôi. Dưỡng thương xong liền vội vàng đi tìm kiếm vị thuốc tiếp theo. Nếu cô muốn gặp hắn thì ở lại trong cốc đợi hắn là được. Không cần phiền phức vậy đâu. Ta đưa Mạc Nhi xuống thôn Long Môn dưới chân núi tìm một nơi dừng chân là được. Không cần. Thu Thủy phu nhân xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, cứ ở lại trong cốc, ngày ngày gặp mặt ta cũng sẽ thư thái hơn. Muốn ở bao lâu cứ ở bấy lâu. Vậy xin đa tạ Tiết Cốc Chủ. Triển Bạch, cẩn thận, có độc. Rồi sao? Cốc chủ, không sao chứ? Không sao. Mau về thôi. Vâng. Cốc chủ, người nhìn gì vậy? Là Hắc Thất công tử đã trở về. Nhìn dáng vẻ e rằng bị trọng thương rồi. Khí chất phi phàm, chắc hẳn chính là Tiết Cốc Chủ. Lão phu Thu Thủy Hạc, vinh hạnh được gặp Cốc Chủ. Thu Thủy Hạc, ngài là trưởng môn phái Thiên Sơn, sư phụ của Hắc Triển Bạch sao? Triển Bạch bị thương rất nghiêm trọng. Đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đưa vào trong cốc đi. Lần này chưa mang được thuốc về mà lại mang sư phụ về.
Cha. Âm Nhi. Mạc Nhi. Mạc Nhi, gọi ngoại đi. Ông ngoại, ông ngoại, sao ông lại ở đây? Ông ngoại đến thăm Mạc Nhi. Để ông xem có cao hơn không? Mập hơn không nào? Cao hơn rồi. Cao lên rồi. Triết Cốc chủ, vết thương của Triển Bạch không có vấn đề gì lớn chứ? Vết thương của y đã ổn định rồi, cần chờ y tỉnh lại rồi mới chữa trị. Cha, chuyện gì vậy ạ? Vốn dĩ Triển Bạch đến phái Thiên Sơn tìm ta để lấy cỏ lửa rồng. Ta nghe nói con và Mạc Nhi cũng ở Dược Sư Cốc, nên muốn theo tới thăm các con. Không ngờ trên đường gặp phải sát thủ Cung Nguyên Nhất ám sát. Triển Bạch vì cứu ta mà bị thương nặng, là ta làm liên lụy nó. Cỏ lửa rồng này trước khi hôn mê Triển Bạch có nói phải giao cho Tiết Cốc chủ cất giữ. Chung quy vẫn là vì tìm thuốc. Mấy năm nay, mỗi lần nhìn thấy hắn lấy thảo dược về, không phải trúng kịch độc thì là toàn thân đầy máu, dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Sư phụ ta, sư phụ ngươi không sao? Vậy cỏ lưỡi rồng cũng đã cho vào động băng rồi. Sao cô biết? Sao ta biết ngươi muốn hỏi gì à? Đúng là Hoắc Thất công tử trọng tình trọng nghĩa. Sau khi tỉnh lại, đầu tiên là quan tâm sư phụ, khi đó là quan tâm thuốc cứu Mạc Nhi, cuối cùng mới biết lo cho bản thân. Sao cổ họng ta không nói được thế này? Họng ngươi bị thương để lại di chứng suốt đời. Lúc nói chuyện sẽ giống như vừa rồi, họng cảm thấy đau như dao cắt, đồng thời hơi thở không đủ, âm khàn khó nghe. Không chừng sau này sẽ thành tinh câm đó. Nhưng mà cũng tốt, trước đây ngươi một ngày nói cả nghìn câu, tự làm mình tổn hại. Sau này vừa hay bớt nói chút, vừa không ồn ào, mà còn có được tiếng thơm tìm thuốc cứu người, trọng tình trọng nghĩa, đáng giá. Ngươi muốn hỏi bao giờ ngươi có thể khỏi, để đi tìm vị thuốc tiếp theo cho Mạc Nhi sao? Phải ở trong cốc một thời gian. Vừa rồi nói ngươi bị di chứng cả đời là lừa ngươi thôi. Không ngờ ngươi chẳng lo lắng chút nào. Bảo ngươi không thể đi lấy thuốc ngay thì lại sốt ruột rồi. Lần này hẳn là ngươi không vội rời cốc nữa rồi. Mạc Nhi và Thu Thủy phu nhân đã tới cốc rồi. Quay lại, để hở vai. Hãy
tóc. Đừng cử động lung tung. Quay lại. Cạo gió không phải cứ dùng lực mạnh là được. Tiếng ho khan đỡ khàn rồi, xem ra đã hồi phục một chút. Nói vài câu nghe thử coi. Nữ nhân này, ta tốt bụng cứu ngươi mà ngươi nói thế à? Tuy giọng đã hồi phục, nhưng sao nói chuyện vẫn đau vậy? Không nên vậy chứ. Xem ra lần này quả thật nặng hơn nhiều. Phải ở trong cốc thêm vài tháng, nửa năm đi. Hết đau rồi. Có cái đã hết đau rồi. Hết đau rồi. Đúng vậy. Tiết cốc chủ quả nhiên thuốc vào hết bệnh, diệu thủ hồi xuân. Đa tạ. Nghe nói lần này ngươi vì cứu sư phụ ngươi nên mới bị thương. Từ nhỏ ta đã không cha không mẹ, là sư phụ nuôi dưỡng ta, cho ta ngôi nhà thứ hai. Ta coi ông ấy như cha. Ông ấy gặp nguy hiểm, tất nhiên ta phải dốc hết toàn lực bảo vệ ông ấy chu đáo. Vậy những năm qua, ngươi vào sinh ra tử tìm thuốc cho Mạc Nhi, có thực sự đáng không? Chỉ cần có thể giúp Mạc Nhi khỏi bệnh, mọi chuyện đều đáng giá. Lần này ngươi bị tổn thương nặng nề, mấy ngày tới phải tĩnh dưỡng tử tế, nhớ uống thuốc, chớ vận công động khí. Ta biết rồi. Cảm ơn.